Xin chào các bạn khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, làm thế nào để trở thành một tỷ phú? Nhiều người nhìn vào các triệu phú và rất muốn biết bí mật của họ là gì? Làm thế nào để giàu có như vậy? Phải đánh đổi những gì để đạt được kết quả đó? Nghe thì viển vông, to tát như thế, nhưng thực chất muốn trở thành một tỷ phú cũng không phải là điều quá xa vời như bạn vẫn nghĩ đâu. Bạn hoàn toàn có thể làm được như thế hoặc gần như thế nếu như có sự đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng những kinh nghiệm của họ một cách khoa học và hợp lý nhất. Trong video này, Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với các bạn 4 con đường phổ biến nhất để trở thành một tỷ phú. Ai cũng nên lắng nghe, dù chỉ một lần. Hãy cùng xem đó là 4 con đường nào nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng Bí quyết thành công khám phá trong video ngày hôm nay. Bốn con đường được đề cập đến đã được rút ra từ một nghiên cứu vào năm 2004. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về những thói quen giàu có, trong đó tôi đã dành 5 năm để phỏng vấn và nghiên cứu các hoạt động hàng ngày, thói quen và đặc điểm của 233 cá nhân giàu có. Tất cả trong số họ có ít nhất 160.000 USD thu nhập gộp hàng năm và 3,2 triệu USD tài sản ròng. Trong quá trình nghiên cứu, tôi thấy có 4 con đường mang lại hiệu quả cao cho việc tích lũy của cải. Trong số đó, tiết kiệm, đầu tư là con đường dễ nhất, trong khi 3 con đường còn lại ẩn chứa nhiều rủi ro hơn. Con đường đầu tiên đó là con đường nhà tiết kiệm, đầu tư. Có ít hơn 22% số triệu phú được nghiên cứu đã lựa chọn đi theo con đường tiết kiệm, đầu tư. Đây không chỉ là cách dễ nhất để xây dựng sự giàu có, mà nếu bạn bắt đầu sớm, nó hầu như luôn đảm bảo bạn sẽ sở hữu rất nhiều tiền. Những cá nhân đi theo con đường tiết kiệm, đầu tư đã đạt được 1 triệu USD đầu tiên trong khoảng từ giữa đến cuối tuổi 30 và tích lũy được giá trị ròng trung bình 3,3 triệu USD khi họ 50. Họ cũng sở hữu 4 điểm chung sau. Họ thường có thu nhập ở mức tương đối cao. Nhiều người đã đạt được mức lương 6 con số ngay từ đầu trong sự nghiệp, hoặc nếu không, họ sống rất tiết kiệm. Họ có chi phí sinh hoạt thấp và thích tiết kiệm hơn là chi tiêu xa hoa. Họ đã tiết kiệm 20% hoặc hơn trong số thu nhập của họ. Họ bắt đầu tư tiền tiết kiệm từ rất sớm và tiếp tục làm việc đó một cách thận trọng trong nhiều năm. Bất kể công việc hàng ngày của họ là gì, tiết kiệm và đầu tư là một phần thói quen của họ. Họ không ngừng suy nghĩ về những cách thông minh để phát triển sự giàu có. Con đường tiết kiệm, đầu tư không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi kỷ luật tài chính rất lớn và sự cam kết lâu dài. Con đường thứ hai đó là con đường của những kẻ mộng mơ. Đây có lẽ là con đường khó nhất để xây dựng sự giàu có bởi vì nó đòi hỏi phải theo đuổi giấc mơ. Chẳng hạn như khởi nghiệp, trở thành một diễn viên, một nhạc sĩ hoặc tác giả thành công. Khoảng 28% số người trong nghiên cứu của tôi là những kẻ mộng mơ và họ đã tích lũy được tài sản ròng trung bình là 7,4 triệu USD, nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác trong khoảng 12 năm. Tất cả họ đều nói với tôi rằng theo đuổi ước mơ của họ là một trong những điều giá trị nhất họ đã làm trong đời. Họ yêu thích những gì họ làm để kiếm sống và niềm đam mê của họ đã biến thành nguồn tài chính vững chắc. Tuy nhiên, những người muốn đi theo con đường này phải sẵn sàng làm việc nhiều giờ và có khả năng xử lý căng thẳng tài chính. Những kẻ mộng mơ trong nghiên cứu của tôi đã làm việc hơn 61 giờ mỗi tuần trước khi đạt được ước mơ của họ. Cuối tuần và các kỳ nghỉ gần như không tồn tại đối với họ. Cố gắng để trang trải cuộc sống là một điều không dễ dàng. Thời gian đầu, để nhận được một mức lương ổn định là điều gần như không thể. Một người trong nhóm những kẻ mộng mơ chia sẻ. Điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với những người có gia đình. Để tài trợ cho giấc mơ của mình, một số người quyết định từ bỏ việc mua nhà, trong khi những người khác phải dùng tiền tiết kiệm hưu trí của họ. Nếu bạn không thích rủi ro, con đường này có thể không dành cho bạn. Con đường thứ ba, đó là con đường người thăng tiến. Người thăng tiến là những cá nhân làm việc trong một công ty lớn và dành toàn bộ sức lực của họ để leo lên nấc thang công ty cho đến khi họ giành được vị trí điều hành cao cấp.
Đây là con đường khó thứ hai để trở thành triệu phú và khoảng 31% những người giàu có mà tôi theo học rơi vào nhóm này. Trung bình họ mất 22 năm để tích lũy được một tài sản ròng trị giá 3,4 triệu USD trở lên. Trong hầu hết các trường hợp, sự giàu có của họ đến từ việc bồi thường cổ phiếu hoặc chia sẻ lợi nhuận. Để trở thành một người thăng tiến, bạn phải có kỹ năng xây dựng một quan hệ mạnh mẽ. Mối quan hệ và tạo kết nối lâu dài với những người có quyền lực trong ngành của bạn là điều cần thiết. Tuy nhiên, giống như những kẻ mộng mơ, người thăng tiến cũng phải trải qua thời gian làm việc rất dài. Những người tôi phỏng vấn đều đến văn phòng sớm và về muộn. Nhiều người được yêu cầu đi công tác thường xuyên và thậm chí phải hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ hè. Lợi nhuận là một yếu tố rất lớn trong việc xác định thành công của một người thăng tiến. Nếu công ty của họ gặp khó khăn về tài chính, thời gian và sự đầu tư của họ, có thể không mang lại nhiều giá trị như họ mong đợi. Và một con đường nữa, đó là con đường của những chuyên gia. Khoảng 19% những người tham gia nghiên cứu của tôi đã chọn con đường này. Chuyên gia là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Họ được trả mức thù lao cao cho kiến thức và chuyên môn của mình. Điều này làm cho họ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Những chuyên gia trong nghiên cứu của tôi mất khoảng 20 năm để đạt được tài sản ròng trị giá 4 triệu USD. Một số làm việc trong lĩnh vực y tế, trong khi những người khác làm việc trong lĩnh vực luật pháp. Một số khác làm việc cho các tập đoàn lớn, có niêm yết cổ phiếu, hoặc họ là chủ của các doanh nghiệp có lợi nhuận cao. Tất nhiên, những chuyên gia không nhất thiết phải sinh ra với trí thông minh bẩm sinh. Họ phải dành nhiều năm liên tục học tập và nghiên cứu. Giáo dục chính quy, chẳng hạn như các loại văn bằng, thường bắt buộc. Điều này có nghĩa là đầu tư một số tiền và thời gian khổng lồ trước khi thế có thể kiếm ra bất kỳ khoản tiền nào. Không phải ai cũng có khả năng dành hàng giờ liền mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng và đủ nguồn lực tài chính để đạt được các loại bằng cấp. Các bạn thân mến, 1 triệu đô la đối với nhiều người là một món tiền khổng lồ, thoải mái cho họ ăn tiêu. Thế nhưng, với các triệu phú Mỹ, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị trên thế giới đang chao đảo như hiện nay, đôi khi 1 triệu đô la cũng không phải là một con số đủ để đảm bảo cho một cá nhân và gia đình họ có một cuộc sống ổn định. Nếu muốn trở nên giàu có, hãy ước mình là triệu triệu phú, chứ đừng chỉ là triệu phú. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai gọi bạn là giàu có nếu bạn phải chắt bóp từng xu để rồi đến cuối đời mới có ít của ăn của để. Bạn chỉ giàu có khi kiếm ra nhiều triệu đô la trong khi vẫn vung tay thoải mái. Muốn thế, hãy thử làm theo bí quyết sau của các nhà triệu triệu phú. Bí quyết 1. Quyết tâm làm giàu. Điều đầu tiên là bạn phải chắc chắn là mình muốn trở thành triệu triệu phú dù vẫn đang còn tay trắng. Tôi vốn không có gì ngoài sự chăm chỉ và nguồn ý tưởng dồi dào, nhưng cuối cùng cũng gây dựng nên một sản nghiệp mà cả đời không dễ đã tiêu hết. Bước đầu tiên của tôi là lên quyết tâm và đặt mục tiêu. Ngày nào tôi cũng viết đi viết lại câu này: tôi đáng giá hơn 100 triệu đô la. Bí quyết 2. Xóa bỏ tư duy nghèo. Tiền chẳng thiếu trên trái đất này, chỉ thiếu những người biết rằng tiền là có thừa. Để tay trắng trở thành triệu phú, bạn phải chấm dứt ngay kiểu suy nghĩ nghèo đói. Tôi biết làm điều này quả là không dễ dàng, nhưng không thể không làm. Tôi sinh ra đã không có bố, mẹ tôi đã phải tìm mọi cách để nuôi 3 đứa con trai ăn học. Nhiều điều bà dạy khiến tôi thêm sợ và tin vào sự thiếu thốn. Ăn hết đi, đừng để thừa, người ta còn đang chết đói đầy ra kia kìa. Đừng phí phạm bất cứ cái gì, tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Nhưng nếu cứ nghĩ thế thì ta sẽ chẳng bao giờ khá giả và sung túc thực sự. Bí quyết thứ 3. Coi làm giàu là một nghĩa vụ. Các triệu triệu phú không chỉ tham vọng về tiền tài mà còn muốn được thế giới ghi nhận sự đóng góp của mình. Tôi cũng vậy. Tuy thích giàu từ trong trứng, nhưng mơ ước lớn của tôi là được cống hiến hết khả năng của mình. Các triệu triệu phú sẽ không hạ mục tiêu khi mọi thứ trở nên khó khăn. Ngược lại, họ sẽ kỳ vọng cao hơn bởi họ biết họ có thể tạo nên sự khác biệt với gia đình, cơ quan, tập thể và cộng đồng của mình. Bí quyết 4. Kết giao với các triệu phú. Tôi đã tìm hiểu về những người giàu có từ khi mới 10 tuổi.
Họ chính là những người thầy đã truyền cho tôi nhiệt huyết. Làm sao mà họ học được gì từ những người chẳng bao giờ kiếm được tiền? Ai là người lúc nào cũng nói tiền không làm bạn hạnh phúc? Tất nhiên là người không có tiền rồi. Ai nói người giàu là người tham lam? Tất nhiên là người không giàu rồi. Người giàu không bao giờ nói thế. Vì thế, bạn hãy học những người giàu, tìm hiểu họ kiếm tiền như thế nào và làm theo họ. Họ đọc gì? Đầu tư như thế nào? Động cơ là gì? Làm thế nào để luôn nhiệt huyết? Đó là những thứ bạn phải học. Bí quyết số 5. Làm việc như một triệu phú thực sự. Người giàu có cách sử dụng thời gian khác người. Họ tìm cách mua thời gian, trong khi người nghèo lại muốn bán thời gian. Người giàu biết thời gian còn quý hơn cả tiền bạc, vì thế họ thuê người khác làm những thứ mà họ không giỏi làm, hay những thứ mà nếu làm sẽ không sinh ra nhiều của cải, chẳng hạn như những việc vặt trong nhà. Nhưng đừng vội coi thường, họ là những người làm việc rất chăm chỉ đấy. Những con người kiếm tiền như nước thường bị cuốn vào công cuộc kiếm tiền thành công tới mức quên mình và làm việc như thể đang đắm chìm trong men say chiến thắng. Bí quyết số 6. Chuyển từ chi tiêu sang đầu tư. Người giàu không tiêu tiền, họ đầu tư. Bạn mua một biệt thự để sống nhưng biệt thự đó không thể đầu tư vào làm gì cả. Ngược lại, người giàu mua một tòa nhà chung cư kiêm văn phòng để vừa ở vừa cho thuê. Tòa nhà đó vừa đem lại nguồn thu cho họ, vừa được tính khấu hao và trừ vào chi phí của công ty. Bạn mua một chiếc xe lịch lãm và phong cách cho riêng mình, còn người giàu mua xe cho công ty họ và sử dụng chúng để tạo ra lợi nhuận. Tạo ra vô số nguồn thu nhập, người giàu thực sự không bao giờ sống phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Công ty đầu tiên của tôi liên tục đạt doanh thu lên tới 7 con số trong nhiều năm liền, nhưng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Khi việc kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn tỏ ra hơi bất ổn, tôi liền tấn công vào lĩnh vực phát triển phần mềm cho giới bán lẻ. Một điều nữa, người giàu cũng mong muốn người khác giàu có. Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng thực sự, người giàu không hiểu tại sao người khác không giàu được. Họ biết bản thân họ chẳng có gì đặc biệt và tiền tài sẽ không thiếu với bất kỳ ai biết chú tâm và kiên trì. Người giàu muốn người khác giàu vì hai lý do. Thứ nhất, họ muốn bán sản phẩm và dịch vụ của mình nhiều hơn. Và hai là họ muốn kết giao với nhiều người giàu hơn. Trên đây là những bí quyết mà những người giàu có và thành công vẫn đã và đang áp dụng mỗi ngày. Những bí quyết này nhìn chung đều đi từ đơn giản đến phức tạp hơn đôi chút. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho chính bản thân mình. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể gửi những câu chuyện, chia sẻ của mình đến ban biên tập bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Các bạn đừng quên ấn like video, đăng ký kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực ra thêm những video chất lượng và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công. Nếu các bạn muốn có một sự nghiệp thăng hoa tột đỉnh thì bạn cần phải rèn luyện bản thân mình đến mức tuyệt đỉnh. Bạn cần thông thạo khả năng tư duy, ra quyết định, đặt câu hỏi sâu sắc, giải quyết vấn đề, thuyết phục người khác, học tập siêu tốc mọi thứ, biết cách quản lý thời gian, truyền cảm hứng cho người khác. Vậy làm thế nào để có thể sở hữu những điều trên? Bí quyết thành công muốn giới thiệu cho các bạn một ứng dụng có tên là 365 ngày phát triển bản thân, xây dựng cuộc đời ngoạn hạng bằng cách đầu tư vào chính bản thân mình. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ và chuyên sâu nhất về lĩnh vực phát triển con người, giúp bạn xây dựng thành công và sở hữu mãi mãi các bộ công cụ tư duy và kỹ năng hiệu quả nhất từ những người vĩ đại từ khắp nơi trên thế giới qua nhiều thế hệ. Mỗi chuyên đề sẽ được đóng gói thành một chủ đề. Mỗi chủ đề bao gồm 4 đến 6 bài học con. Bạn sẽ chỉ học một bài học con trong vòng 5 phút. Trợ lý chatbot sẽ chia bài học thành từng đơn vị kiến thức rất nhỏ, giới thiệu rồi hỏi bạn câu hỏi thực hành để bạn nhớ ngay lập tức. Các chủ đề sẽ bao trùm đầy đủ 20 lĩnh vực phổ quát nhất mà ai muốn phát triển bản thân và sống một cuộc đời khác biệt đều phải học. Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, ra quyết định, học tập đỉnh cao, đặt câu hỏi bản chất, làm chủ cảm xúc, lập kế hoạch, làm chủ thời gian, quản trị năng lượng, khả năng lãnh đạo, khả năng thuyết trình, thuyết phục người khác.
Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả của video để nhận được phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 365 ngày phát triển bản thân để bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé.